Thưa bà con, đây là ruộng lúa bón phân con lười của anh Tám ở ấp 3 xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. So với đáp đơn chứng kế bên xã cùng ngày cùng một thứ giống thì cái đám kế bên xã phân đơn thì cái màu chín chín hơn so với cái đám bón phân con lười, rồi cặp theo những cái bờ thì bị đổ ngã. Thì lúa bên phân đơn thì cái đống thóc hạt thóc thưa hơn so với bón phân con lười. Đây hạt thóc đống thưa hơn so với bón phân con lười, thì màu lúa lại chín hơn, lá đài vàng. Còn đối với bên con lười thì cái vàng lúa thì nó bông, đống thóc dày đặc hơn, lá đài xanh thẳng đứng, tình trạng đổ ngã không có. Đây là ruộng bón phân con lười của anh Tám ở ấp 3 xã Long Thạnh. Màu lúa sáng vàng sáng chắc hơn so với cái ruộng bón phân đơn. Đây là đối chứng đôi bên cùng một bờ, một bên bón phân con lười, đây là bên bón phân con lười, còn bên đây là bón phân hóa học. Thì cặp mé bờ cũng có đổ ngã, thì màu lúa thì sậm hơn so với bón phân con lười.